Chúng ta đã có mặt tại harbor của Santa Cruz. I know. Giờ mình đi ăn cả nhà ơi. Cái tì đói bụng đã ăn rồi. Đây, nhà ở đây là không có rẻ đó nha mọi người. Ít nhất có 5 triệu một căn á. Chúng ta đi xuống biển. Nhà này xây giống như là cái ngọn hải đăng vậy đó. Đẹp quá cả nhà ơi. Cái tì đoàn seafood cả nhà ơi. Giờ Cindy đi xuống dưới này coi có gì bán không. Hồi xưa Cindy cũng hay tới đây với Linh Cà Ly chơi nè. Thì đồ ăn dưới biển thì clam chowder, rồi mấy cái cua, rồi mấy cái cá chiên, mực chiên vậy thôi. Phim nha. Ồ, cái bông hướng dương. Nắng quá nó héo rồi. Mặc dù rất là nóng nhưng mà mát. So pretty. Nó có đường xuống biển nè con. Không cần phải đi ngoài kia. Yeah. Wow, it's so beautiful. Đó, xin đi tới cái nhà hàng Crow Nest tới mọi người. Ở đó bán seafood. Ở trước thì ở đây á, mọi người biết sao không? Rất là nhiều mấy con Lancy á. Nhưng mà dạo này không biết sao mà xin đi hai lần đi với bạn tới á, không còn em nào hết trơn á. Khí hậu giờ thay đổi quá trời luôn. Hôm qua Cindy coi về mấy cái vườn ở Lấy Thiêu á. Mọi người có tin là Cindy chưa bao giờ tới là vườn Lấy Thiêu không? Đặt vừa rồi về đó, Cindy cũng muốn đi tới đó là rồi lo công việc cái quên luôn. Bây giờ cái muốn đi trở lại thì là phải coi. Mà không biết chừng nào mới đi được nữa. Rồi coi lại thì thấy mấy nông dân ở trong vườn sầu riêng họ than quá năm nay. Nó nóng nó không có lạnh cho nên cái trái măng cụt nó không có đậu bông. Yeah. Thì bên này khí hậu cũng vậy thôi. Nó nóng hơn thì nó sẽ làm thay đổi khí hậu rồi mấy cái con sea lion nó biến đâu mất hết trơn rồi cả nhà. Để bữa nào xin chị đi lại coi còn không nha. Hồi xưa là mấy trăm con luôn á. Ngoài biển ta đang sửa. Xin đi đi á. Mà nó có gì rung lắc cả nhà thông cảm giùm nha. Tại vì nãy đi ra biển á, nó bị ướt cái đôi giày. Bây giờ đi dép á. Nó đi cà sẹt. Tức cười ghê vậy. Đây. Oh my god. Đông bài mi. Mấy cái hàng quà lưu niệm mình phải đi lên lầu mọi người ơi. Tới 4:30 người ta mới mở cửa cái nhà hàng này. Đúng. Cái nhà hàng này nó treo nhiều cái súp. Yes. Họ có sân khấu nữa nè. Ở đây giống như cái bò vậy hả? Ok.
Cái view trên nhà hàng. Ô ngoài kia có ngoại, có cái ngoại hải đăng kìa. Sao? Tôi muốn ngồi ngoài, ngồi trong. Sắp cho view. Có nghĩ em trong chơi ok. Hay đợi đi xuống dưới. Ừ. Đây cái bò. Đây nha, mình đi rửa tay. Yes. Bây giờ tạm thời là ở những nhà hàng seafood họ chưa có mở cửa, cho nên mình lên trên top, ở trên rooftop, trên bar mình uống cà phê chơi. Mình ngồi ở đây mình nói là biển nha cả nhà. Cái view ngoài biển đẹp. À, xin đi quay cái này cho cả nhà mình xem nè. Cái lò sưởi ngày xưa nó bằng bằng than nè, mà người ta vẫn còn sử dụng nè. Cái ống khói nó lên trên trần nhà luôn. Xin đi kêu một ly cà phê mocha. Đây là ở trên cái group, trên cái tầng cao của cái nhà hàng seafood nha mọi người. 4:30 ở dưới đó nó mới mở cửa, cho nên là bây giờ xin đi lên đây ngồi uống cà phê chơi chút xíu rồi đi xuống dưới đó. Wow, đi món cha của xin đi so good. Của con là gì ạ? Của con là aloha gì đó. Nước mà giống nước, như nước xoài vậy. Nước chanh với lại chanh dây. Ồ, chanh dây. Mai tờ tsunami. Sống thần. Rồi, cái ly cà phê của mình so good. Cái của mình là sống thần á. Dạ hả? Ở ngoài đó người ta chơi sấp á. Chơi lướt ván. Dạ. Cái nhà hàng này cái view đẹp lắm mọi người. Ngó ra biển á. Mấy người đã chơi thuyền bườm ở ngoài kia kìa. Sofa có cái thuyền bườm. Cái ly này so good. Nhưng mà nó có alcohol. Uống hỏi từng để bà nội luôn. Ủa, của cái tiệm có alcohol con? Là của anh chua. Con nghĩ là mình sẽ không thích cái này lắm. Tại vì ít chua, có thể thử. Thì sao? Thử cà phê mâm không? Ê trời ơi, cái ly của cái tiền nó chua. Vâng, con biết mà. Nó chua. Trời ơi, chắc chanh vô chết luôn á. Ở ngoài nắng vàng, biển xanh, đẹp. Rồi, bây giờ tới giờ rồi, 4:30 đi xuống. Rồi bây giờ mình đang đi xuống nhà hàng rồi nha mọi người. Đúng 4:30 nó mở cửa. Mâm ngồi ở trong á. Bên hướng á đó. Em muốn ngồi trong hay em muốn ngồi ngoài? Dạ trời mà nắng là ra đây đẹp lắm nè. Em muốn ngồi trong, em chỉ bên ngoài đây là trực diện biển luôn. $5 cái ly hả? Cheap. Không tệ. Được, chỗ này ok. Bữa nay chỗ này không tệ. Không ngủ một ngày đi Santa Cruz. Đấy. Mình đã tính hết rồi. Quá trời quá đất. Tèn nhỉ giọng. Giờ vô nhà hàng cần phải có mắt đi. Nhà hàng này xinh quá. Nếu mà đi ra ngoài đi bằng cửa nào ta? Chúng ta have a door over there, right? Ừ. Yeah. Yeah. Maybe not, but...
mà con sợ ra ngoài có chim vậy. Dạ. Dạ. Buổi sáng mấy giờ nó mở cửa mà tới 4 rưỡi mới mở cửa lại vậy? Tôi nghĩ nó không có mở buổi sáng. Cái này giống như cái eo á. Dạ, cái eo á, cái vịnh á, có cái thuyền nó đi vô ra. Tại cái kho bờ nó nghe đi nè. Nghe nó đua thuyền ngoài kia nữa kìa. Mình order clam chowder, món súp của Mỹ. Cái này ở cái này ở ngoài San Francisco, ở cái Pier 39 là xuất sắc luôn. Nó bỏ trong cái ổ bánh mì. Rồi ở đây trong cái chén nhỏ như là cũng được. Quay cái bản mặt quý tộc. Nhà hàng Mỹ là luôn luôn có cái này. Đừng ăn bánh mì nhiều. I know, nhưng mà luôn luôn là họ họ mang cái này ra để cho mình trong khi mình chờ đợi đồ ăn á. Có bánh mì đen nữa. Ừ. Họ bò cho tiền bánh mì. Mực chiên với lại cọc theo cua. Thích cái bơ không mẹ? Không biết gì. Không phải năn nỉ. Đấy nửa đứa nào mà kêu mình ăn dùm mình quýnh cho chết. Clam chowder ok nhưng mà bột hơi nhiều. Mực chiên giòn. Mực chiên không này giòn lắm nhưng mà tươi. Mực chiên này nó có dùng cái dầu cũ. Đúng rồi. Yes. Nó không bị hôi. Ngon. Thơm. Cua rất là tươi luôn. Sau khi mình xin đi ăn cái clam chowder không rồi đó, ăn với taco với lại thằng hot sauce thì thằng hot sauce ngon hơn là thằng taco. Tapatio á. Ừ, thằng này nè. Tapatio của Mỹ. Dạ. Tapatio là của Mỹ. Dạ, Tapatio nó chua chua, nó không có hòa quyện, không ngon. Còn hot boy khen cái sauce của thằng salad wrap rất ngon nha. Handmade. Nhà hàng là mấy điểm bé? 8 điểm. Để ra được 8 á. Cái này có ít chanh vô. Đồ ăn ok. Cảnh rất là đẹp luôn. Rất là romantic luôn. Nếu mà ai có bạn ở xa hay là có người yêu đem tới đây. Tuyệt vời cả nhà. Baby tự nhiên ngoài kia nó có cái ống giống như ống cống rồi baby. Và phía hướng của mẹ ngồi nhỏ thẳng lên nè. Rồi cái ống nước. Bây giờ có người ngồi bên kia đây. Mình đang sửa chữa. Nên cái đụng cát cao che mất cái tầm nhìn của bãi biển à. Mình quay được cái thuyền đã khởi động ra biển nha. Oh boy. Sao đã thấy chưa? Trời, mình quên bẵng luôn cái món này luôn. Pichaco, pichaco. Bé, cái chị là gì? Chết mẹ, cái cảnh sát biển nó rượt rồi. Ai ghẹo nó rượt rồi. Tôi nghĩ nó đi tuần. Nó đi tuần mà sao nó nhá đèn. Oh, yeah, một miếng chua nhà luôn. It's look good. Ai, xin về làm mê cái món này lắm cả nhà ơi. Bây giờ giúp mì nha. Ngon. Cá không được lớn nhưng mà ngon.
Ủa cái tiền rớt hả? Giờ mình bỏ tương ớt vô. Ngon chả khó. Hấp ba chia cho anh tí mì thử nè. The best seafood spaghetti nha. Mọi người mà tới nhà hàng này là phải nhớ là phải order cái món này nè. Mì hải sản. So good. Hấp ba cho Cindy dĩa, Cindy ăn hấp rồi. Mày muốn ăn tiếp không? No. Cái taco của mẹ con. Bây giờ bắt đầu khách vô full bàn, bắt đầu khách vô em đằng sau này, khách cũng ngồi nhiều, bây giờ nó mát rồi. Bây giờ khách đông rồi. Giá, yeah, cái cơm của nó ngọt nha, nó làm như nó có dừa chẩm vậy đó. Nó có đậu, mắc tinh. Nó ngọt nha. Ngọt chưa? Chết cha, bắt miệng quá. Chết à, ăn rồi chết à. Thôi có hai bạc sơm ở vô. Totally hôm nay trả 173 đồng. Xin đi, yes I will. Xin đi tip cho người ta 20% là 36 đồng, coi như 180 đi. Đó là một cái tối thiểu nhất của khi mà mình đi ăn nhà hàng của Mỹ đó mọi người. Và video tới đây nó cũng nhiều rồi. Hy vọng rằng cả nhà mình có dịp đến Santa Cruz sẽ tới cái nhà hàng này nha. Rất là lịch sự, món ăn thì cũng ok, thích hợp cho bạn bè và người yêu cũng như là vợ chồng, con cái, gia đình. Xin gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp sau nha. Bye bye.